Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Bà Tỷ Kheo Thiện Trụ, Phó Thác Thứ Ba Tu Hành Trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử chuyên nhớ lời dạy của thiện trí thức, chuyên niệm pháp môn phổ nhãn, chuyên niệm thần lực của Phật, chuyên trì mây cầu pháp, chuyển vào muôn biển pháp, chuyển nghĩ về pháp khác biệt, thâm nhập vào pháp xoay chuyển, vào khắp pháp hư không, tịnh trị pháp ý chướng, quán sát nơi pháp bảo, dần dần đi về hướng nam đến bên đường Lăng Già, thôn xóm Hải Ngạn, quán sát mười phương tìm cầu tỷ kheo thiện trụ. Lúc đó thiện tài đồng tử một lòng chuyên niệm lời dạy của thiện trí thức, chuyên niệm pháp môn phổ nhãn, chuyên niệm thần lực của Phật, chuyên tâm thọ trì mây cầu pháp nghĩa Phật pháp, lại chuyên nhập vào môn biển pháp, lại chuyên nghĩ về pháp khác biệt, lại thâm nhập vào pháp xoay chuyển, vào khắp pháp hư không, tịnh trị pháp ý chướng, quán sát nơi pháp bảo, dần dần đi về hướng nam đến bên đường Lăng Già, thôn xóm Hải Ngạn, quán sát mười phương để tìm cầu tỳ kheo thiện trụ. Thấy tỳ kheo thiện trụ đó đang đi kinh hành ở trong hư không, có vô số chư thiện cùng kính vây quanh, giải các hoa trời, tấu kỹ nhạc trời, tràng phan gấm lụa đều nhiều vô số, đầy khắp hư không dùng để cúng dường. Các đại long vương ở trong hư không nổi lên mây hương trầm thủy, không nghĩ bàn, sấm sét ánh chớp dùng để cúng dường. Khẩn Na La Vương tấu các âm nhạc khen hay như pháp dùng để cúng dường. Mà hầu La Già Vương dùng y phục rất vi tế, không nghĩ bàn, dâng bày trang trí khắp trong hư không, tâm sinh hoan hỷ dùng để cúng dường. A Tu La Vương nổi mây màn ni báu, không nghĩ bàn, vô lượng quang minh, đủ thứ trang nghiêm để khắp hư không dùng để cúng dường. Ca Lô La Vương làm thân đồng tử, vô lượng thể nữ vây chung quanh, rốt ráo thành tựu tâm không giết hại, ở trong hư không chắp tay cúng dường. Các La Sát Vương số nhiều, không nghĩ bàn, có vô lượng La Sát vây quanh, thân hình cao lớn rất đáng sợ hãi, thấy tỷ kheo thiện trụ tâm tử tự tại, cúi mình chắp tay chiêm ngưỡng cúng dường. Các Dạ Xoa Vương số nhiều không thể nghĩ bàn, mỗi mỗi đều có chúng của mình vây quanh, bao quanh bốn bên cung kính giữ gìn. Các Phạm Thiên Vương số nhiều không nghĩ bàn, ở trong hư không cúi mình chắp tay, dùng pháp nhân gian để tán thán khen ngợi. Các Tịnh Cư Thiên số nhiều không nghĩ bàn, đến với các cung điện ở trong hư không cung kính chắp tay phát hoằng thệ nguyện. Thiện tài đồng tử nhìn thấy vị tỷ kheo thiện trụ đó đang đi kinh hành ở trong hư không, có vô số chư thiên cung kính vây quanh ngài, giải các hoa trời, tấu kỹ nhạc trời, dùng tràng phan gấm lụa đều nhiều vô số để khắp hư không dùng để cúng dường vị tỷ kheo đó. Lại có các đại long vương ở trong hư không nổi lên mây hương trầm thủy, không thể nghĩ bàn, sấm sét ánh chớp dùng để cúng dường vị tỷ kheo đó. Lại có Khẩn Na La Vương diễn tấu các âm nhạc vô lượng vô số, trong âm diễn nói diệu âm, trong diệu âm diễn nói diệu nhạc, như pháp thứ lớp để khen ngợi Phật, khen ngợi pháp, khen ngợi tăng, dùng âm nhạc đó để cúng dường tam bảo. Lại có Ma Hầu La Già Vương dùng y phục rất vi tế, không nghĩ bàn, dâng bày trang trí khắp trong hư không, khiến cho hư không trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường. Phía trên có đủ thứ thể y để trang nghiêm đạo tràng pháp hội, khiến cho trong tâm mọi người đều sinh tâm sinh hoàn hỷ, dùng tâm hoàn hỷ đó để cúng dường. Lại có A Tu La Vương nổi mây ma ni báu, không nghĩ bàn, phóng ra vô lượng quang minh, cũng dùng đủ thứ đồ trang nghiêm để trang nghiêm đạo tràng đầy khắp hư không, dùng để cúng dường tam bảo. Lại có Ca Lâu La Vương chìm đại bàng cánh vàng, tâm sân của chúng vốn rất nặng, nhưng hiện tại chúng đều đã cải ác hướng thiện, chúng hóa làm thân hình đồng tử, có vô lượng số thể nữ vây chung quanh. Trước kia chúng tâm sân quá nặng, thích ăn rồng, hiện tại chúng đã thành tựu không còn tâm sân, không còn tâm giết hại chúng sinh. Chúng ở trong hư không chắp tay để cúng dường Phật. Lại có các quỷ La Sát Vương nhiều không nghĩ bàn, có vô lượng quỷ La Sát nữ, quỷ La Sát con và quyến thuộc quỷ La Sát vây chung quanh. Diện mạo của chúng rất xấu xí, thân hình rất cao lớn, ai mà nhìn thấy chúng đều sinh tâm rất sợ hãi. Nhưng chúng nhìn thấy tỷ kheo thiện trụ ở trong hư không đi đứng nằm ngồi từ bi tự tại như thế, cho nên đều sinh tâm cung kính, cúi mùn chắp tay chiêm ngưỡng Phật, cúng dường Phật. Lại có các Dạ Xoa Vương số nhiều không thể nghĩ bàn. Dạ Xoa tức là quỷ mau chóng, có Dạ Xoa đi trên không, Dạ Xoa đi dưới đất, chúng đi các nơi ăn thịt người, nhưng hiện tại chúng không còn tâm giết hại người nữa. Mỗi vị Dạ Xoa Vương đều có quyến thuộc của mình về quanh bốn bên để cung kính giữ gìn đạo tràng. Lại có các Đại Phạm Thiên Vương nhiều không nghĩ bàn. Đại Phạm Thiên Vương vốn rất tự tại, chẳng lo gì hết, nhưng hiện tại cũng đến đạo tràng của Phật, ở trong hư không cúi mình cung kính chắp tay lễ Phật,
lại dùng pháp nhân gian để tán thán khen ngợi Phật, lại có các tịnh cư thiên số nhiều không thể nghĩ bàn, cũng ở trong hư không, đến với các cung điện của họ, họ đều cung kính chắp tay phát hoàng thệ nguyện ở trước Phật để hành Bồ Tát Đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy việc đó rồi, sinh tâm hoan hỷ, chắp tay kính lễ, nói như vậy. Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu hành Phật Pháp, làm thế nào tích tập Phật Pháp, làm thế nào để đầy đủ Phật Pháp, làm thế nào huân tập Phật Pháp, làm thế nào để tăng trưởng Phật Pháp, làm thế nào để tổng nhiếp Phật Pháp, làm thế nào để rốt ráo Phật Pháp, làm thế nào tịnh trị Phật Pháp, làm thế nào thâm tịnh Phật Pháp, làm thế nào thông đạt Phật Pháp. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy những sự việc đó rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Ngài chắp tay kính lễ vị tỳ kheo thiện trụ mà nói như vậy. Bạch Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu hành Bồ Tát hạnh, học tập Phật Pháp. Bồ Tát phải làm thế nào tích tập Phật Pháp từng chút từng chút. Bồ Tát phải làm thế nào tu hành cho đầy đủ Phật Pháp. Bồ Tát phải làm thế nào để huân tập tất cả Phật Pháp. Giống như hiện tại chúng ta làm khóa lễ sáng tối mỗi ngày, khiến cho bạn chẳng có nhiều vọng tưởng. Khi làm khóa lễ sáng tối thì bạn phải thành tâm một chút, đem trần tầm ra, đừng có ở trong thời gian ngắn làm lễ sáng tối vẫn nghĩ cách làm biếng trốn tránh, chạy vào trong nhà cầu hoặc đi xuống nhà bếp, làm cho thời gian trôi qua lãng phí. Như thế thì không phải là huân tập. Chúng ta mọi người đang cùng nhau niệm Phật tụng kinh, tức là huân tập. Huân tập tức cũng giống như dùng cây nhang để hun đúc. Bạn được nhang hun đúc thì có chút hương vị đạo. Bạn thường thường huân tập thì trong sự bất trí bất giác tự nhiên biến thành người tu đạo. Khi bạn không muốn làm khóa lễ thì đều là lười biếng chẳng dụng công. Đó là lường gạt chính mình. Chúng ta người xuất gia hoặc người tại gia nhất định phải là người đi tiên phong trong các khóa lễ. Đừng có vọng tưởng làm như thế nào, làm như thế có ích gì. Tu đạo tức là phải luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến mình có tu hay không, đó tức là huân tập Phật Pháp. Bồ Tát phải làm thế nào để khiến cho Phật Pháp ngày càng tăng trưởng? Giống như chúng ta luyện tập phiên dịch kinh điển, đọc tụng kinh điển, đó đều là khiến cho Phật Pháp tăng trưởng. Lần đầu bạn xem kinh không hiểu kinh điển, nhưng xem nhiều lần thì sẽ hiểu được. Do đó có câu khai quyển hữu ích. Bạn mở quyển kinh Phật ra xem một lần thì trong ruộng thức thứ 8 của bạn đã gieo xuống hạt giống trí huệ. Tương lai bạn sẽ là một vị tỳ kheo ni thông minh. Lúc nào bạn không làm biếng thì lúc đó sẽ tăng thêm trí huệ. Nếu bạn chẳng học tập thì trí huệ chẳng tăng trưởng. Ví như bạn chẳng đi học thì bạn chẳng biết chữ. Bạn muốn biết chữ viết văn chương thì phải đi học. Bồ Tát phải làm thế nào để tổng nhiếp đại nghĩa của Phật Pháp lại, để minh bạch đạo lý của nó? Bồ Tát phải làm thế nào mới có thể minh bạch rốt ráo Phật Pháp? Nếu chúng ta muốn rốt ráo minh bạch Phật Pháp thì lúc nào cũng phải dũng mãnh tinh tấn. Bồ Tát phải làm thế nào để tịnh trị Phật Pháp? Tịnh trị Phật Pháp tức là chuyên nhất để minh bạch Phật Pháp. Ngoài ra những điều khác không cần. Buông bỏ triệt để hết tất cả những tập khí màu bệnh khác, tức là không tham tài, cũng không tham sắc, cũng không tham danh, cũng không tham ăn, cũng không tham ngủ. Tài sắc, danh, ăn, ngủ, địa ngục năm gian này hoàn toàn từ bỏ thì gọi là tịnh trị Phật Pháp. Bồ Tát phải làm thế nào để thâm tấn thêm một tầng để tịnh trị Phật Pháp? Tức là phải siêng năng tinh tấn. Bồ Tát phải làm thế nào mới có thể thông đạt Phật Pháp? Trên đây là những vấn đề thiện tài đồng tử hỏi vị tỳ kheo thiện trụ. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy thương xót vì con mà diễn nói. Bồ Tát làm thế nào không bỏ thấy Phật, thường ở chỗ Phật, tinh cần tu tập? Bồ Tát làm thế nào không bỏ Bồ Tát với các Bồ Tát đồng một căn lành? Bồ Tát làm thế nào không bỏ Phật Pháp đều dùng trí huệ mà được minh chứng? Bồ Tát làm thế nào không bỏ đại nguyện hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh? Bồ Tát làm thế nào không bỏ các hạnh trụ tất cả kiếp, tâm không mỏi nhàm? Bồ Tát làm thế nào không bỏ cõi Phật hay nghiêm tịnh khắp tất cả thế giới? Bồ Tát làm thế nào không bỏ Phật lực đều thấy biết được tự tại của Như Lai? Bồ Tát làm thế nào không bỏ hữu vi cũng lại chẳng trụ ở trong khắp tất cả các cõi, giống như biến hóa thị hiện thọ sinh tử tu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào chẳng bỏ nghe pháp đều lãnh thọ được chánh giáo của chư Phật? Bồ Tát làm thế nào chẳng bỏ trí quang vào khắp chỗ hạnh xứ của trí huệ ba đời? Còn nghe vị tỳ kheo Hải Vân giới thiệu Đức Thánh khéo dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để chỉ dạy chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Do đó có câu muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc.
muốn họ khai mở trí huệ Phật, trước hết cho họ một chút gì tốt tốt khiến cho chúng sinh được lợi ích thì họ sẽ học tập Phật pháp. Mục đích con đến đây là xin Đức Thánh hãy phát tâm đại từ bi để con dễ nói đủ thứ pháp môn của Ngài để giáo hóa con. Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ thấy Phật, thường ở trong đạo tràng của Phật, dũng mãnh tinh tấn, thậm chí đốt thân cúng Phật, xả thân vì Pháp. Xin tù Bồ Tát đạo ân cần tu hành. Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ Bồ Tát quyến thuộc với các Bồ Tát động một căn lành? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ Phật Pháp hoàn toàn đều dùng trí huệ mà đắc được minh chứng Phật Pháp? Bồ Tát làm thế nào không bỏ đại nguyện hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ các hạnh trụ trong tất cả kiếp mà tâm cũng không mỏi nhàm? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ cõi Phật hay nghiêm tịnh khắp tất cả thế giới? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ mười lực của Phật hoàn toàn đều thấy biết được cảnh giới tự tại của Như Lai? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ pháp hữu vi cũng chẳng trụ pháp hữu vi ở trong khắp tất cả các cõi, giống như biến hóa tại thế gian thị hiện thọ sinh tử tu hành Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào mới không thể bỏ nghe Phật Pháp, nghĩa là Bồ Tát lúc nào cũng lắng nghe Phật Pháp, dù có bỏ mạng cũng không bỏ cơ hội lắng nghe Phật Pháp. Ngài có thể buông bỏ xuống hết thảy tất cả, nhưng Ngài không bỏ sự lắng nghe Phật Pháp. Ngài lắng nghe đạo lý Phật Pháp thì hai lãnh hội nơi tâm đều minh bạch được chánh giáo của chư Phật nói. Bồ Tát lại làm thế nào mới chẳng bỏ trí huệ quang minh, chứng nhập vào khắp chỗ hạnh xứ của trí huệ ba đời, quá khứ hiện tại, vị lai? Có những người không tin ba đời mà nói rằng đời này, đời trước, đời sau có gì chứng minh nó tồn tại, tôi chỉ tin đời này thôi. Nhưng bạn có biết có ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai chăng? Có năm ngoái, năm nay và năm tới chăng? Hôm qua, hôm nay, ngày mai là ba đời nhỏ, tháng trước, tháng này, tháng tới là ba đời vừa. Năm ngoái, năm nay, năm tới là ba đời lớn. Sự hiểu biết của chúng ta là ba đời này, mà chúng ta chẳng biết đời trước, đời này, đời sau. Chúng ta cũng chẳng biết một đại kiếp trước, một đại kiếp này, một đại kiếp về sau. Cho nên từ ba đời nhỏ có thể chứng minh ba đời lớn. Bạn không thể nói vật bạn không nhìn thấy là không có. Tuy bạn nhìn thấy rất nhiều sự vật, nhưng những vật mà bạn chẳng nhìn thấy nhiều vô số, cho nên bạn không thể nói vật bạn không nhìn thấy thì không có. Bấy giờ tỳ kheo thiện trụ bảo thiện tài rằng, lành thay thiện nam tử, người đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, này lại phát tâm cầu hỏi Phật Pháp, Pháp Nhất Thiết Trí, Pháp Tự Nhiên. Lúc đó tỳ kheo thiện trụ bảo thiện tài rằng, lành thay thiện nam tử, người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện nay lại phát tâm cầu hỏi Phật Pháp, Pháp Nhất Thiết Trí, Pháp Tự Nhiên. Thiện nam tử, ta đã thành tựu một giải thoát vô ngại của Bồ Tát, hoặc đến, hoặc lùi, hoặc đi, hoặc đứng, tùy thuận suy ngẫm, tuy tập quan sát, lập tức đắc được trí huệ quang minh, tên là cứu kính vô ngại. Thiện nam tử, ta đã thành tựu pháp môn giải thoát vô ngại của Bồ Tát, cho nên ta có thể đến đi tự như, bất luận động tĩnh, đều tùy thuận tâm ý của ta, muốn như thế nào thì như thế ấy, tất cả đều tùy theo ý muốn. Ta tu tập đủ thứ pháp môn, quan sát đủ thứ cảnh giới, lập tức đắc được trí huệ quang minh, tên là cứu kính vô ngại. Đắc được trí huệ quang minh, nên biết tâm hạnh của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết sinh tử của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết đời trước của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết sự việc kiếp vị lai của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết sự việc đời hiện tại của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết đủ thứ lời nói âm thanh khác nhau của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, giải quyết hết thảy nghi vấn của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết các căn tánh của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, tùy tất cả chúng sinh đáng được hóa độ, thời đều đến chỗ họ không có chướng ngại, biết tất cả sát na, la bà, mô hồ, lật đà, ngày đêm thời phần không có chướng ngại, biết biển lưu chuyển thứ lớp ba đời không có chướng ngại, hay dùng thân mình đến khắp mười phương, tất cả cõi Phật không có chướng ngại. Do đắc được trí huệ quang minh này, cho nên ta biết tâm và những việc làm của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại, tức là đắc được trí huệ tha tâm thông. Ta lại biết được nhân quả báo ứng sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại nào. Ta lại biết đời trước của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại, tức là trí huệ túc mạng thông. Ta lại biết những sự việc kiếp vị lai của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại, tức cũng là đắc được trí thần thông kiếp thuở vị lai. Ta lại biết sự việc đời hiện tại của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại, tức cũng là thiên nhãn thông.
ta lại biết đủ thứ lời nói âm thanh khác nhau của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại, tức là đắc được thiên nhĩ thông. Ta lại giải quyết được hết thảy nghi vấn của tất cả chúng sinh mà không có chướng ngại, tức là đắc được trí dứt nghi. Ta lại biết các căn cơ của tất cả chúng sinh, hoặc là thiện căn, ác căn, lợi độn sâu cạn mà không có chướng ngại, đây là đắc được trí biết căn. Ta lại có thể tùy theo tất cả chúng sinh đáng được hóa độ, thời liền đến chỗ họ để giáo hóa mà không có chướng ngại, đây là đắc được trí biết thời. Ta lại biết được tất cả sát na thời phần mà không có chướng ngại. Do đó trong một niệm có 900 lần sinh diệt, 90 niệm là một sát na, 120 sát na là một đát sát na, 60 đát sát na là một la bà, 30 la bà là một mầu hồ lật đa, 30 lầu hồ lật đa là một chú dạ, 60 chú dạ là một nhật một dạ. Ta lại biết biển lưu chuyển thứ lớp ba đời không có chướng ngại, tức là đắc được trí thông tất cả pháp diệt tận. Ta lại có thể dùng thân mình đến khắp mười phương tất cả cõi Phật, đến gần gũi các đức Phật, cúng dường các đức Phật, ở trong đạo tràng của Phật nghe pháp thọ giáo mà không có chướng ngại, tức cũng là đắc được thần túc thông không thể tánh và vô lượng sắc thân. Tại sao? Vì đắc được sức thần thông không chủ, không tạo tác. Thiện nam tử, do ta đắc được sức thần thông này nên ở trong hư không, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc hiện một thân hoặc hiện nhiều thân, xuyên qua tường vách giống như hư không, ngồi kết già ở trong hư không, đến đi tự tại giống như chim bay, và đất giống như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, khắp thần trên dưới đều phát ra lửa ngọn giống như đống lửa lớn, hoặc có lúc chấn động tất cả đại địa, hoặc có lúc dùng tay giở mặt trời mặt trăng, hoặc hiện thân mình cao đến phạm cung, hoặc hiện mây hương đốt, hoặc hiện mây báu diệp, hoặc hiện mây biến hóa, hoặc hiện mây lưới quang, thảy đều rộng lớn che trụ mười phương. Tỳ kheo thiện trụ lại nói, tại sao ta đến được tất cả cõi Phật trong mười phương mà không chướng ngại? Vì ta đắc được sức thần thông không trụ, không tạo tác, không thể nghĩ bàn này. Thiện nam tử, do ta đắc được sức thần thông này cho nên ở trong hư không, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc ẩn tàng thần lại, hoặc hiện hiện thân ra, hoặc hiện một thân hoặc hiện nhiều thân, ta đi xuyên qua tường vách giống như hư không, tường vách không chướng ngại được ta, ta ngồi kết già ở trong hư không, nhậm phận tự tại, đến đi tự như giống như chim bay, ta đi vào trong đất giống như đi vào nước, đi trên nước cũng giống như đi trên đất, toàn thân trên dưới thường thường đều phát ra ánh sáng lửa ngọn giống như đống lửa lớn, hoặc có lúc chấn động tất cả đại địa, hoặc có lúc dùng tay giở mặt trời mặt trăng, hoặc có lúc thị hiện thân mình cao đến phạm cung, hoặc hiện mây hương đốt, hoặc hiện mây báu diệp, hoặc hiện mây biến hóa, hoặc hiện mây lưới quang, thảy đều rất rộng lớn che trùm khắp mười phương tất cả thế giới, hoặc ở trong một niệm qua khỏi phương đông một thế giới, hai thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, cho đến vô lượng thế giới, cho đến bất khả thuyết thế giới, hoặc qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, hoặc qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, ở trước mặt các Đức Phật Thế Tôn của tất cả những thế giới đó, lắng nghe chánh pháp, ở chỗ mỗi vị Phật hiện thân khác nhau, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, mỗi mỗi thân mưa xuống mây cúng dường, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, đó là mây tất cả hoa, mây tất cả hương, mây tất cả tràng hoa, mây tất cả hương bột, mây tất cả hương thoa, mây tất cả lọng, mây tất cả y phục, mây tất cả tràng, mây tất cả phan, mây tất cả trướng, đem tất cả thân mây để cúng dường. Pháp của mỗi Đức Như Lai diễn nói, ta đều thọ trì, hết thảy sự trang nghiêm của mỗi cõi nước, ta đều nghĩ nhớ, như ở phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Hoặc ở trong một niệm qua khỏi phương đông một thế giới, hai thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, cho đến vô lượng thế giới, cho đến bất khả thuyết thế giới, hoặc qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, hoặc qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, ở trước mặt các Đức Phật Thế Tôn của tất cả những thế giới đó đều lắng nghe mỗi vị Phật thuyết pháp, ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật thì hiện thân khác nhau nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, mỗi mỗi thân mưa xuống mây cúng dường nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, đó là mây tất cả hoa, mây tất cả hương, mây tất cả tràng hoa, mây tất cả hương bột, mây tất cả hương thoa, mây tất cả lọng, mây tất cả y phục, mây tất cả tràng, mây tất cả phan, mây tất cả trướng, đem tất cả thân mây để cúng dường. Pháp của mỗi Đức Như Lai diễn nói, ta đều thọ trì tu hành, hết thảy sự trang nghiêm trong mỗi cõi nước, ta đều nghĩ nhớ, ở phương Đông như vậy,
phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Hết thảy chúng sinh trong tất cả các thế giới như vậy, nếu ai thấy được thân ta, thì chắc chắn đều sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Tất cả chúng sinh các thế giới đó ta đều thấy rõ, thì sự lớn nhỏ, thắng liệt, khổ vui đều thị hiện đồng thân họ giáo hóa thành tựu. Nếu có chúng sinh gần gũi ta, thì ta đều khiến cho họ an trụ pháp môn như vậy. Hết thảy chúng sinh trong tất cả các thế giới như vậy, nếu ai thấy được thân tướng ta, thì chắc chắn họ sẽ đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả chúng sinh các thế giới đó ta đều thấy họ rất rõ ràng. Tùy theo thân thể lớn nhỏ, thắng liệt, khổ vui của họ, ta đều thị hiện đồng thân họ, đều giáo hóa thành tựu họ. Nếu có chúng sinh gần gũi ta, thì ta đều khiến cho họ an trụ pháp môn như vậy. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát, mau chóng cúng dường khắp chư Phật, thành tựu chúng sinh vô ngại này. Như các Bồ Tát chỉ giới Đại Bi, giới Ba La Mật, giới Đại Thừa, giới Bồ Tát Đạo Tương Ưng, giới không chướng ngại, giới không thối đọa, giới không bỏ tâm Bồ Đề, giới thường dùng Phật Pháp làm sở duyên, giới nơi nhất thiết trí thường tác ý, giới như hư không, giới tất cả thế gian không chỗ nương, giới không mất, giới không tổn, giới không thiếu, giới không tạp, giới không ô trược, giới không hối, giới thanh tịnh, giới lìa bụi trần, giới lìa dơ bẩn. Công đức như vậy mà ta làm sao biết được, nói được? Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát mau chóng cúng dường khắp chư Phật thành tựu chúng sinh vô hại này. Như các Bồ Tát chỉ giới Đại Bi, giới Ba La Mật, giới Đại Thừa, giới Bồ Tát Đạo Tương Ưng, giới không chướng ngại, giới không thối đọa, giới không bỏ tâm Bồ Đề, giới thường dùng Phật Pháp làm sở duyên, giới nơi nhất thiết trí thường tăng ý, giới như hư không, giới tất cả thế gian không chỗ nương tựa, giới không mất, giới không tổn hại, giới không thiếu, giới không tạp nhiễm, giới không ô trược, giới không hối, giới thanh tịnh, giới lìa bụi trần, giới lìa cấu bẩn. Công đức như vậy mà ta làm sao biết được, nói được? Thiện nam tử, đi về hướng nam này, có nước tên là Đạt Lý Tĩ Trà, thành tên là Tự Tại, trong đó có người tên là Di Già. Người đến hỏi vị đó, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị tỳ kheo đó, đi nhỡ bên phải và chiêm ngưỡng vị đó rồi tự tại mà đi. Thiện nam tử, người từ đây đi về hướng nam này, có nước tên là Đạt Lý Tĩ Trà, dịch là Tiêu Dung. Tôi cũng là từ thánh giáo sinh Tiêu Dung Mậu Giải, thành tên là Tự Tại. Trong đó có vị tiên nhân tên là Di Già. Di Già dịch là mây, diễn nói pháp môn luân tự, điệm nhuận mưa pháp. Tỷ dụ vị đó dùng mây pháp thánh giáo ba đời, mưa thấm nhuận khắp tất cả chúng sinh. Người hãy đến thưa hỏi vị đó, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Lúc đó thiện tài đồng tử nghe xong, bèn đảnh lễ vị tỳ kheo thiện chủ, đi nhiễu phải ba vòng và chiếm ngưỡng vị tỳ kheo đó, rồi từ tạ mà đi về hướng nam.